Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay em giới thiệu các bác những viên đá Sipinel. Cắt phát xét hết ạ. Sipinel rất nhiều màu nha các bác nhé. Xuất xứ là Lục Yên, Yên Bái. Nhiều màu rất chi là đẹp, Sipinel lửa rất chi là đẹp. Cái này thì kết nhẫn lên bộ thì rất chi là tuyệt vời. Sipinel Lục Yên ạ, hàng này là hàng tự nhiên 100% các bác nhé, không qua bất cứ khâu xử lý nào. Đây các bác nhìn này, vẫn còn cam phèn này trong viên đá, cam phèn ấy người ta gọi là đường sinh trưởng nữa của viên đá đấy. Hình thành hàng bao nhiêu năm nó mới ra đấy. Sipinel Lục Yên ạ, bác nào cần thì cứ liên hệ với em nhé qua số điện thoại 0985 431 737. Anh chị em nào cùng sở thích, cùng đam mê về đá quý, đá phong thủy thì có thể là đăng ký theo dõi kênh, giao lưu cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm của mình về đá quý cho mọi người để biết ạ. Sipinel Lục Yên ạ.